Đây cái là đẹp này, cả phai bông hoa to như thế này này. Ba không hỏi, nếu hỏi anh kia có lấy không lấy thì anh lấy. Thế thì anh thì bảo anh đẹp và để cho anh lấy ô tô đấy. Cái đó bao tiền? 1.3 triệu. Anh có lấy thì em hỏi anh kia. Đừng bé ơi. À, đừng có cái khóa của chú ở chú đạt đấy. Cái tay bên kia. Cầm nhà lên chỗ này. Cái nhà đấy, cầm lên luôn. Đau đầu quá nè. Đau đầu, đau vai. Đó, thẳng cái đầu lên vậy. Rồi. Rồi nhìn nó nghiêng cái đỉnh đầu anh đi chứ vậy. Bên đây vậy. Đỉnh nào đó. Rồi đó. Rồi nhìn anh. Ok vậy đi. Ê, chào. Các bạn thấy hoa đào đẹp không các bạn? Ê, các bạn thấy đẹp không? Hay đào. Đào nở. Nhiều lúc mình rất là đỡ, tự nhiên nó con cái này.